Thế này, con xin được chia sẻ. Dạ, em mời chị. Hiện nay là Tâm tham gia chương trình thay cân đổi cốt của lần thứ hai, và vì vì thời gian không có đi nhiều quá, thôi Dạ. nhiều khi trong gia đình có nhiều vấn đề cho nên là không có chạy vào giờ học được đúng của một thầy. Có khi Tâm học sáng, có khi Tâm học trưa, nhưng mà chưa bao giờ học tối. Tại Tâm nhớ thầy thầy có bảo rằng là nếu mà lớn tuổi thì nên học buổi sáng là tốt nhất cho khí. Cho nên là Tâm sắp xếp buổi sáng và buổi trưa học không thường xuyên, nhưng hiện nay với khóa này, tính từ thời gian lần đầu Tâm học của thầy Phương cho đến bây giờ là Tâm học được 22 ngày. Có một sự thay đổi rất là lớn, Tâm mang ơn thầy và Dạ. sự vui vẻ của các bạn làm cho Tâm thích thú mỗi ngày khi được vào lớp. Ừ, thầy biết không, trước khi Tâm học với thầy á là Tâm yếu lắm, Tâm không thể nào bưng được một bộ một cái bao gạo 5 kg để bước lên 5 bậc thang, vì nhà Tâm ở chung cư cho nên là muốn từ ở dưới đất á mà đi lên vào chung cư là phải đi lên 5 bậc thang. Bao giờ nhận 5 kg gạo á, Tâm mới để cụ thể nhất là 5 kg gạo của mỗi tháng nhà mình đi hay mua đó, thì là cái cô bán gạo cụ phải xuống xe bưng dùng Tâm lên 5 bậc thang đó. Nhưng hiện nay á, là Tâm mang ơn thầy và các bạn cùng học vui vẻ, là Tâm thưa rằng hôm thứ bảy Tâm mới ôm được một thục hồng tươi khoảng 13 kg một cách dũng cảm. Tâm đi từ ở lầu 6 mà đi lầu thang máy xuống, nhưng mà từ cái chỗ thang máy ra tới cái sảnh để mà xuống 5 bậc thang á, thêm 50 mét, và Tâm bước xuống cầu 5 bậc thang đó một cách nhẹ nhàng để cái thùng hồng đó giao cho người ta, trong sự ngạc nhiên của mẹ Tâm. Mẹ Tâm năm nay hả là bà gần 78 tuổi, bà tròn con mắt lại, bà bảo trời ơi Tâm giỏi quá, sao hôm nay con Thiên giỏi vậy. Xong cái con Tâm bảo rằng á, chắc là nhờ con vào học mà chương trình thay gân đổi cốt của quý khách, cho nên là nếu mà mẹ rảnh á, mẹ chịu khó mẹ ngồi vào tập luôn đi, chứ mẹ đừng có đứng nghe. Bà là hay làm việc hoặc đi ngang qua phòng chỗ Tâm tập với thầy là bà nghe thôi à, chứ bà không có tham gia. Xong lâu lâu á, bà dễ thương lắm đó, bà cũng mà hít thở hoặc làm những cái động tác nhẹ nhẹ mà thầy chỉ. Đó là niềm vui đầu tiên hết mà Tâm nhận được từ sức khỏe của mình. Sau 22 ngày liên tục mỗi ngày không sáng thì trưa Tâm vào lớp, Tâm xin được chia sẻ và biết ơn thầy. Chào cả nhà. Biết ơn chị Tâm. Hè, 3 ký hả? 13 ký không là gì đâu, vài bữa nữa nếu mà có bối cảnh luôn á, có thể ôm bưng vác một cái vật gì đó 50-60 ký là chuyện bình thường. Mới hôm qua chương trình du lịch sức khỏe cả nhà, các anh chị học viên sau khi được tập yoga mở khớp được mọi cái là quay ngang buổi tối á, thì thầy Toàn chia sẻ về cái việc khí, thì quay ngang là tất cả các anh em ekip thông khí hải cho các học viên từ trẻ đến lớn, kể cả người già luôn, thông khí hải, mở khí hải, nhận khí một cái là coi như các anh chị này nhận được cái hiện thực đó là sức mạnh của mình thay đổi. Sức mạnh một thay đổi, một chị gái kia hình như là bưng bê ẩm luôn cả 2 người luôn á, người trước người sau luôn, khoảng gần 200 kg, đi một cách rất là thoải mái. Rồi mấy anh chàng thanh niên cũng vậy, bưng giác ôm á, cẳng người á, khoảng 200 kg. Rồi mấy chị phụ nữ là cứ nhận khí được xong một cái là bê những người khác lên 50-60 kg, 50-60 kg là chuyện bình thường. Khi mà thông được cái trục ống khí rồi, khí mình nhận rồi á, rồi đưa khí vào cái trục cột sống mình một cái là sức mạnh nó thay đổi, nó giữ khí nó vào cái trục cột sống của mình đó cả nhà. Thì khi đó các anh chị bưng bê một cái vật gì đó lên, nó đơn giản lắm. Người lớn tuổi, có những cặp ông bà đi cùng với nhau á, khoảng 50-60 tuổi thì cũng thể nghiệm luôn cái này luôn.
tức là ông thì bê bà thì bê ông, nên hôm vừa rồi Phương buổi đầu á, từ các anh chị về cái việc nhận khí á, thì có một cái hiện thực, đó là một người chị hôm vừa rồi đó là bê một cái chị gái 70-80 kg, thì các anh chị đã thấy được cái hiện thực khi vừa thông cái khí hải rồi. Thì ở đây các anh chị nhận khí là mọi cái là sức mạnh của mình thay đổi, rồi khi thay răng đổi cốt một vài bữa nữa là ngon không thể hình dung. Nên khi các anh chị vào đây tập hướng đến cái sự khỏe mạnh, hướng đến cái sự khỏe mạnh, dạ chào thầy. Dạ chào cô Hoa. Rồi Phương xin mời một anh chị nào nữa đi, vỗ thăm kinh lạc đi cả nhà, vỗ một bài cánh tay một chỗ tốt đầu tiên. Phương xin mời một người chị nào đi, anh chị nào đi giao lưu chia sẻ nè, hôm giờ sức khỏe của mình nè. Có chị Everly Vong nè, mời chị đi ha, hôm trước chưa có cơ hội được mời chị. Hello, chào thầy Phương. Thầy Phương dễ thương quá. Cảm ơn chị thật là dễ thương. Vì hôm giờ chị cũng on off không à. Tại vì cái giờ nó không có được phù hợp á, ở bên chị ở bên Cali, bên Mỹ bên này nè, cho nên cái giờ chưa bệnh á thì cái giờ này chị mới có thể vô được, cho nên nhiều khi á có bữa nào có rảnh thì chị vô, không rảnh thì chị vẫn cứ on off. Thì nói chung là chị bị cái cổ nó hơi mỏi lắm, tại vì nhiều khi mình làm việc mình cứ cúi xuống ngoài đó thầy Phương. Yeah. Cho nên á là khi mà tập cái này là nhất là mình xoay cái cổ thì nó đỡ nhiều lắm, với hai nữa chị cũng bị cái lưng nữa, cho nên hôm giờ nhất là đứng những cái tập mà gọi là gì thay gân đổi cốt hả cái 12 động tác á, thì khi mà chị rảnh á là lúc mà làm ngoài tiệm mà rảnh á là chị đứng chị dựa vô tường, mà giống như gọi là đứng dựa vô tường như vậy nè, đứng giữa sát cái chân sát cái chân vô thì chị thấy cái lưng nó đỡ vô cùng luôn á, cái lưng với cái cổ đỡ nhiều lắm, cho nên chị ráng đứng khoảng 10 phút cho tới 15 phút mà xong rồi chị thấy nó vớt ghê luôn á nha. Chỉ có cái đứng thôi á mà nó vớt là vớt cái chỗ nó hay thiệt á chứ. Vậy là cái cổ giờ nhẹ lắm rồi đúng không? Nhẹ lắm, ở trước quay rất là đau, mỗi lần quay nó cũng đau lắm, mỗi lần quay như vậy nó đau lắm, nhất là lái xe đó, nhiều khi chị chen lên á, rồi mỗi lần quay như vậy chị thấy sợ, nó đau lắm. Nhưng mà hôm nay thì đỡ lắm rồi, hôm nay nó không có bị nữa. Chị thích nhất là cái mà khi nào rảnh á, chị đứng giữa tường á, chị thấy hả, ủa sao mà cái động tác nó đơn giản, chỉ có đứng sát vô tường thôi á. Cái vai đầu đúng, cái đi cả nhà. Chị cứ chia sẻ đi, tới động tác nào thì em nói mọi người thay đổi nè. Dạ. Cho nên đó là cái chỉ có cái động tác nó đơn giản á, nhưng mà đứng 10 phút nó work thiệt luôn á nha. Hay thiệt, không có làm gì chứ, chỉ có đứng thôi mà nó cũng work, mà chị thích cái động tác đó lắm. Chị thích cái tư thế đó lắm nè. Xong rồi cái lưng của mình, cái vai của mình có cái cảm giác nó cũng thẳng lên được đó thầy Phương. Giống như là mình đứng mình dựa vô á, cái nó không có bị khòm xuống nữa, thấy cái tướng mình thấy nó cũng thấy đẹp đẹp ra một chút. Lưng nó bị khòm nữa, thẳng người lên, dáng người nó đẹp, nó thay đổi cái dáng đi, cái tướng mạo liền, đổi bên cả nhà. Đúng rồi đó thầy Phương. Phải công nhận là vì thấy nó là có một cái là nó hay, có một cái là sao mà tập chút xíu vậy thôi à. Nhưng mà đứng hít thở theo cái dạng mà thầy Phương dạy, cái gọi là hít vô cái khí hải á, rồi xong rồi cái bắt đầu cái thở ra, chỉ có đứng có 10 phút mà cứ đứng là cái hít vô là cái hít vô nó vô tới cái vùng mà gọi là cái vùng ở dưới gọi là khí hải dưới này nè, xong rồi cái thở ra vậy thôi á, mà chị thấy nó work ghê luôn, nó hiệu quả lắm. Đôi khi nhiều người thấy đơn giản á, người ta không chịu làm, ta muốn cái gì đó nó phức tạp hóa lên, dữ lắm lên thì ta mới tin, ta mới chịu làm. Hằng ngày các chị chỉ cần khởi động như thế này thôi, đứng dựa tường thôi, những gót chân thôi là mình đã khỏe lắm rồi đó.
Dạ, mà hay có một cái là tại vì ở bên Mỹ đó, nói chung là cái cơ hội mà ra mồ hôi, cái cơ hội mà ra mồ hôi á thì nó cũng thuộc về nó hay có lắm, cho nên cái tập mà nhất là những cái động tác mà thay gân bởi cốt á, mỗi lần mà gọi là nén siết chặt vô á, trời ơi mồ hôi nó đổ đầm đìa trên, cái nó sao quá vậy, sao cái động tác nó như đó thôi mà cái nén thôi mà xong nó ra mồ hôi, cái bạn nó ra nhễ nhõi luôn á. Có những anh chị nước ngoài á, cái việc mà ra mồ hôi nó là xa xỉ. Đúng rồi đó em. Dạ. Thứ nhất là mình ở trong tiệm thì lúc nào cũng có máy điều hòa, rồi đi ra ngoài cái khí hậu nó cũng khô lắm, cho nên nó không có ông tùy theo tiểu bang, ví dụ như bên Texas thì nó là cái cơ hội mồ hôi thì nó dễ hơn, tại vì nó thuộc về ẩm. Còn ở bên Cali nó khô dữ lắm, nó khô ơi là khô luôn á, cho nên nó là mọi người phải ráng đi vô những cái phòng tập thể dục mà có gọi là nó giống như hồi trước chị đi tập gọi là cái tập yoga mà gọi là hot yoga đó, thầy Phương có nghe nói không? Có nghĩa là vô trọng nó mở cái đó, nó mồ hôi nó thiệt là nhiều, cho nên cái đi cái tập đó nó mất tiền lắm đó. Để người ta thì người ta muốn tập cái đó để nó đổ mồ hôi ra, để nó tiết ra, để nó thải độc cho nó thải những cái độc tốt trong người ra đó, cho nên cái đó mà mình phải trả cái tiền cũng tương đối là mắc tiền lắm. Nhưng mà tập cái này gần cái chút xíu là coi như gọi là gì, nén nó siết nén siết nén, nhưng mà hồi hôm nó ra đầm đi luôn á. Tập xong cái là ở bên này là tập xong là 11 giờ khuya luôn, là ngủ trời nó ngon, nó thẳng nhất, nó sâu lắm, ngủ nó sâu hay là sâu luôn. Nhiều anh chị bên nước ngoài cũng có giao lưu nói với Phương đó, ra mồ hôi khó tại nó xứ lạnh đó. Thì thời gian vừa qua cũng có nhiều chị ở Pháp rồi nè, cũng tập từ mọi cái tâm nhiệt tăng lên nó ra được mồ hôi. Sao ta hạt nắng mình đi cả nhà, cái việc mà ra mồ hôi như vậy rất là tốt cho sức khỏe, nó là một trong những cái công năng bài tiết đào thải rác thải của mình đó cả nhà. Ai mà không ra được tiếng mồ hôi á thì cái công năng bài tiết qua đường da nó bị kém đi, thì nó sẽ đưa qua cái bài tiết bên chức năng khác, đó là tiểu tiện hoặc là đại tiện và hơi thở. Thì khi mà các anh chị được bốn cái công năng bài tiết cuốc đầu đi cả nhà, vừa hơi thở nè, vừa tiểu tiện nè, vừa đại tiện, vừa qua da nè, thì bốn cái đường này á nó đều cái công năng bài tiết luôn tốt thì cơ thể của mình nó luôn khỏe. Nếu mà trường hợp không bài tiết qua được da thì nó tăng cái trọng lượng qua cái đại tiện hoặc là cái tiểu tiện. Phải nói là rất là thành thực, biết ơn thầy Phương, biết ơn mấy thầy dạy lắm luôn. Thầy có, chị thấy có rất là đơn giản. Chị biết ơn, chị có biết người mà chị biết ơn nhất lại không? Cái người mà nhân mặt phải không thầy Phương? Rồi, người nhân mặt của chị á, nếu như người đó không ổng giới thiệu thì mình cũng không biết được. Mình là hôm trước đây á thì chị có dạo trên YouTube á. Chị dạo sao mà thấy thầy ở trên đó học. Cái lúc đó chị cũng thấy cũng mồ ngộ. Sau đó của em trên đó đúng hả? Chị dạo trên YouTube với cái chị thấy. Em hay là ai? Có em hay là ai? Hay là thầy Sơn hay là thầy Nhân? Thấy thầy Sơn với lại thầy Tòa. Lúc đó cái chị thấy hay quá. Tại vì chị cũng mê lắm. Chị mê những cái đạo lắm. Cho nên lúc mà chị nghe chị nói trời ơi sao mà thầy này nói chuyện rất là chất khác mà những cái lời ở trong của thầy sao mà hay quá vậy, sao hay quá vậy ta, sao mà coi như là những cái lời nói á. Sau đó cái chị dạo ở trên cái chị thấy chị thích quá trời luôn. Sau đó cái có người bạn cái chị mới khoe với cái người bạn mới nói chứ hả, dạ chị học đi thầy còn rất lắm. Sau đó thì chị cũng nghe cũng coi trên YouTube thôi chứ chị cũng chưa có biết làm sao mà để mà đi vô cái link để mà vô được. Thì có một cái chị bạn á, chị nói chứ là hồi trước á chị nghe nhiều mấy thầy mà gọi là giảng như là mấy thầy mà mấy cao tăng hòa thượng nó dạy rất là hay, cho nên á chị cũng có một người nào giới thiệu chị vô thầy Toàn á. Lúc đầu chị nói là nhìn thấy thầy Toàn giống như là một người mà giống như là tại gia vậy đó, như cư sĩ, cho nên á là chị nói chị có ý là coi như là chị cũng hơi có ý như là xem thường chút xíu á.
cái chị bạn đi kể. Nhưng mà sau một khóa xong quá, chị nói trời, chị hối hận kể luôn đó. Nó trời, xong mà thầy hay quá. Cái sao cái chị nói chứ trời, học xong nó tự nhiên mình cảm thấy mình hối hận ghê, mình coi như là mình hối hận lắm. Ngày xưa coi như mới bắt đầu nhìn vô thì thấy không có biết, nhưng mà sau đó nó trời sao mà thầy toàn hay quá. Thế là chị cũng tò mò nữa, chứ nói qua cái chị này rất là trình độ, mà chị đánh giá kiểu đó là chắc chắn là rất là hay rồi. Thế là cái chị theo, chị coi hết những cái file mà những cái trên YouTube á, từ khóa 10, khóa 11 chị coi. Nhưng mà có một cái là nó cũng không có phải là liên tục vậy đó. Chị coi nghe rồi bắt đầu bắt thích, bắt đầu chị thấy nào là thay gân đổi cốt rồi nhớ thiệt là nhiều luôn. Bắt đầu chị mới hỏi bây giờ làm sao mà vô được. Cái sao chị bạn nó gửi cho chị cái link, gửi cái link cái đi vô rồi. Sau cái chị bạn nó gửi cái link là chị vô rồi. Cái bắt đầu cái nói chứ chị bây giờ đó chị học thay gân đổi cốt đi. Trời ơi, ngực mình nó nở ra, eo mình nở ra, cái eo mình nó là thon lại, cái mông nở ra, đẹp lắm. Lúc mà mình nghe nó đẹp mình cũng khoái rồi, tại vì bụng chị bự lắm. Tại vì chị bị cái eo bụng bự, cái chị nghe nói vậy cái chị khoái quá. Cái chị phụ nữ á, đôi khi kêu tập, kêu làm, kêu uống, kêu ăn cái này kia cho khỏe thì không chịu. Nhưng mà nói làm cái này, làm cái kia đẹp á là làm liền. Thì phụ nữ nó vậy đó. Cái chị nghe chị khoái quá, cái nói chứ chị tập đi chị. Giờ cái nói trời mà sau cái lúc mà chị coi nó chết rồi, cái giờ sao không thích hợp với trên á. À, cái giờ buổi sáng ở Việt Nam thì buổi trưa chiều chiều bên này thì mất đi làm rồi, khó quá. Còn mà còn cái mà buổi tối ở bên nó thì sáng bên này 4 giờ sáng. 4 giờ sáng cho nó chứ là nó cũng không có mấy gì trùng hợp cái giờ nữa. Thôi bây giờ coi cái giờ trưa bên đó thì là tối bên này chỉ nó ông thầy chắc cái giờ này được đó, lấy cái giờ này. Nhưng mà thì có một đúng khung là giờ đó dành cho các anh chị mentor ở châu Âu, đó là khung giờ 3 giờ sáng Việt Nam. Không biết khung giờ đó chị. Trời ơi, 3 giờ sáng Việt Nam sớm đây hả thầy Phương? Để coi coi, 3 giờ sáng Việt Nam có nghĩa là 1 giờ trưa ở đây. Yeah. Thì 2 giờ 50 là sẽ bắt đầu tập. Tập cho 4 giờ 20 tới 4 giờ 20 là nghỉ để các anh chị qua học lớp mentor lúc 4 giờ rưỡi. Thì các anh chị nào ở châu Âu rồi nè, ở Mỹ rồi nè, thấy khung giờ đó phù hợp được thì vào tập, nếu mà thuận lợi thì vào tập khung giờ đó. Nhưng mà khung giờ đó là tập, mình không có tập lại hành trình 21 ngày hay cả nhà. Chỉ tập liên tục thôi. Tập với cái cường độ nâng cao. Những anh chị nào ngoài này đã tập rồi á, thì mình vào đó mình tập. Đã nhận khí, đã nhận động tác hết thì mình vào đó. Vậy cho chị hỏi thầy Phương, cái coi như là cái... mình cũng phải vô một cái link khác phải không thầy Phương hả? Link này chị với 3 giờ sáng là link này, các anh chị vào link này. Rồi bây giờ mình so lỗ tai ha. Chắc trong giây phút so lỗ tai này mình tạm ngưng chia sẻ tí xíu. Tại vì chia sẻ cũng không nghe được. So lỗ tai đi cả nhà. Chào thầy Phương ạ. Chào cả nhà. Hít một hơi sâu vô, các anh chị luôn luôn hít khí cho nó đầy khí ra. Rồi bây giờ hít một hơi nén lại, cái mình quán lỗ tai ha. Các anh chị nén lại, nén khí đưa lên lỗ tai á. Em chào thầy, em chào cả nhà. Dạ, em chào chị.
Rồi các anh chị vuốt lỗ tai, vuốt hai mang mang tai của mình, miết hai mình mang tai thật mạnh lên. Rồi sau tay đi cả nhà. Rồi các anh chị vuốt cổ, hôm trước có một người anh lên tâm y dùng chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp, thì anh có giao lưu với Phương ở cả nhà. Anh nói đó là anh thích tập cái khung giờ buổi trưa, thích tập cái khung giờ buổi trưa vì vào đây cảm thấy nó thoải mái, thấy mọi người tập nó thoải mái quá, giao lưu nói chuyện vui vẻ rồi mọi cái, thấy không khí nó thoải mái, tập được mọi cái anh thấy thích. Anh làm cho Phương rất là cảm động đó cả nhà, tại vì từ thời điểm mà Phương lên lớp buổi trưa, cái Phương hay tạo một cái bối cảnh để cho các anh chị giao lưu đồng giờ với nhau, mà Phương được bắt chước và học tập theo từ thầy Toàn, đó là cho mọi người có sự giao lưu trong từ lúc thời điểm mà lớp thời gian được cố của mentor vào lúc 6:30 sáng bắt đầu á, Phương học tập theo từ đó, nên những lần sau á Phương áp dụng theo. Tại vì sức khỏe của mình nó là một trạng thái, cả nhà mình cùng nhớ đó là sức khỏe là một trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Vậy thì trong cái khung chương trình này của mình đó là giàu thể chất, tập luyện như thế này để hướng đến giàu thể chất, thì cũng không ngại gì để các anh chị giàu luôn cái khía cạnh về tinh thần và mối quan hệ xã hội. Bởi vậy Phương tạo cái điều kiện để cho các anh chị lên giàu luôn tương tác để người chia sẻ, thì để giao lưu chia sẻ những cái chuyển hóa của mình để làm giàu cái tinh thần lên, cũng như làm giàu cái thể chất, cái mối quan hệ xã hội, vì tương tác mà. Còn những anh chị còn lại thì lắng nghe rồi mọi cái, thì vừa làm giàu tinh thần, vừa làm giàu xã hội, vừa làm giàu thể chất, thì Phương rất là thích, nên Phương hay tạo điều kiện cho các anh chị. Mà hôm trước được ảnh chia sẻ như vậy á, Phương thấy hạnh phúc, ấm áp trái tim. Tại vì các anh chị không biết đó chứ, đừng nghĩ là mình vào đây chỉ tập luyện, tập điên cuồng, mà là còn phải làm cho cái tinh thần và mối hệ xã hội của mình nó đạt lên nữa. Thì lúc này á, một điều rất là quan trọng đó là các anh chị gõ nhẹ vùng núi răng đi. Đó là cái trạng thái á, cái tần số rung động năng lượng của mình á, ở mức cao và siêu cao, thì các anh chị tập hiệu quả cao hơn người ta gấp trăm ngàn lần. Các anh chị có nghe về cái việc đó là sự khác nhau của cái người, có cái người mà lao động và người vận động không? Tại sao qua hình tướng cũng vẫn là vận động tay chân và mọi cái, nhưng tại sao người vận động á, thì họ khỏe, còn người lao động á, thì càng ngày càng già, càng mệt, càng bệnh hơn. Đó là khía cạnh ở tâm thái lao động, vì áp lực cuộc sống mưu sinh, áp lực công việc mọi cái, dây án núi răng đi cả nhà. Nhưng vận động thì cho chúng ta cái sự thoải mái, hướng đến sự khỏe mạnh, thì cái tâm thái của mình. Nên khi các anh chị vào đây mà được giao lưu nè, được nói chuyện nè, được kết nối nè, được lắng nghe nè, ui là trời, không phải ở đâu cũng có một cái môi trường cho mình có thể nói ra, cũng phải ở đâu cũng có thể cho mình một cái nơi mà để các anh chị được lắng nghe,
những người chia sẻ những hiện thực đẹp. Thì khi các anh chị làm giàu những khía cạnh đó lên đó, cái tần số rung động năng lượng nó thay đổi, nó tăng cao lên, thì các tế bào trong cơ thể nè, đầu khóa Phương có nói đó, là các tế bào trong cơ thể nó sẽ thay đổi đi, thì từ đó cái sức khỏe của mình nó thay đổi đi khủng khiếp. Của yếu tố điện từ, yếu tố điện từ, rồi các anh chị kết hợp tập luyện này vô, thay gân đổi cốt rồi mọi cái, nó giàu lên cái thể lực của mình lên nữa. Rồi bây giờ mình khua gân ha, chăm sóc cho hàm gân của mình đó, nó chắc khỏe hơn. Các anh chị đưa cái đầu lưỡi mình lên trên nóc vọng trên, hình dung dưới đáy lưỡi có hai cái huyệt á, để nước bọt nó tiết ra được nhiều hơn. Rồi khua gân cả nhà. Các anh chị có thể vừa khua gân vừa nhịp cánh bướm, tại vì hàng ngày rảnh các anh chị ngồi nhịp cái này là cả ngàn cái, cho tốt cho thận của mình. Đặc biệt những ai đang bị bất ổn về thận nè, bàng quang nè, bị sỏi thận rồi nè, rồi phình tuyến tiền liệt nè, viêm niệu đạo nè, những cái bài này nó hỗ trợ tốt lắm á. Ai tập tốt, ai nhịp tốt á, các anh chị kéo cái gót chân của mình sát vô trong cái háng luôn, kéo sát vô, rồi nhịp mạnh lên cho hai cái đầu gối nó đập xuống sàn, thẳng cái lưng lên. Còn ai mà hai cái đầu gối chưa chạm được nè, cũng cố gắng đập mạnh hơn nữa, nhịp mạnh hơn, thở ra, tức là thả lỏng ra cả nhà. Rồi, đảo lưỡi. Phương chào chị Thủy Chanh và chị Phạm Úc. Rồi, sụp nước bọt đi các anh chị. Qua nó yếu, nó mất mạng, nó lại quay lại nó này. Thế này thì chị cho ba ngậm nước thẳng xuống bụng dưới đi cả nhà. Quá đã. Nút nước bọt vô cái mạng nó mạnh lại. Rồi thôi các anh chị đứng lên đây, nên mình khỏi so cái bài kia, đứng lên khởi động. Rồi tập trung vào gan cơ, cho gan cơ mình nó khỏe mạnh hơn. Rồi cả nhà mình thẳng người lên, kéo cái đầu xuống gập về trước cả nhà, thở ra, kéo cái cổ mình giãn ra. Ngửa ra sau, hết vọng cái, rồi ngửa ra đẩy giãn ra, các chị thở ra ha. Rồi kéo cái đầu của mình kéo giãn ra, còn lại chì xuống đi cho nó giãn ra cả nhà. Đổi bên.
tiếp tục gặp phía trước. Rồi ngồi sau. Rồi tiếp tục kéo đầu qua một bên qua. Thả lỏng ra để cho gần cờ nó giãn ra. Đổi bên cả nhà. Rồi thôi. Cả nhà mình thẳng người thẳng vai lên, xoay gương mặt ra phía sau. Rồi đổi bên. Rồi thôi, xoay cổ đi cả nhà. Với động tác này các anh chị xoay chậm, từ từ. Kéo cao cái cổ mình lên. Xoay cho cái đầu nó hướng cao lên á, nó hướng lên. Rồi, cả nhà mình đổi chiều. Rồi, thôi. Đặt các ngón tay lại xoay khớp cổ tay. Hôm giờ như là các anh chị chưa được chuyển giao cái bài tỳ bà công phải không cả nhà? Phương nhớ hình như là chưa được chuyển giao. Đổi chiều ngược lại. Có rồi thầy, hôm bữa trước cô giáo gì đó, cô có hướng dẫn rồi đó thầy Phương. À, cô Diệu Thi phải không? Dạ, cô Diệu Thi đứng cả 10 phút luôn, cổ khen quá trời. Thầy phía tay đi, hôm nay mình sẽ tiếp tục đứng ha, để cho cái phần thân dưới, phần chân của mình nó mạnh hơn nữa. Rồi đổi chiều ngược lại. Tí xíu nữa Phương sẽ chia sẻ với cả nhà mình đó. Đó là để mình kiểm tra cái cột sống của mình nó khỏe ở mức độ nào. Rồi từ đó các anh chị làm tập thêm tập tốt hơn nữa cho cột sống mình ngày càng khỏe hơn. Rồi xoay cả cánh tay đi cả nhà. Tại vì cột sống nó là trục năng lượng của mình mà. Nếu mà nó không khỏe thì coi như cơ thể của mình không khỏe. Anh chị có biết là chỉ vì đau nhức xương khớp thôi, nhiều khi người ta không hưởng thụ được cái việc đi du lịch không? Nhiều người á không đi du lịch được vì sức khỏe nó không được tốt. Đau nhức xương khớp là cũng không đi được. Đổi chiều. Nên là các anh chị hàng ngày càng bảo dưỡng cái cơ xương khớp, hệ vận động của mình. Khi sức mạnh mình có rồi nè, khi có khí các anh chị có sức mạnh rồi, vậy thì cái việc sức bền và thăng bằng á, sức bền á, thì nó còn phụ thuộc thêm yếu tố tạng phủ bên trong của mình. Thì khi các anh chị chăm sóc cái tạng phủ bên trong của mình khỏe thì sức bền nó tốt. Rồi xoay khớp vai. Rồi đổi chiều ngược lại. Rồi thôi. Xeo mông đi cả nhà. Các anh chị đặt ý vào nghe cái thắt lưng của mình nè. Xoay ngay đây để cho gân cơ ngay đây nó chắc mạnh lên. Để cái phần thắt lưng của mình ngay đây nè, nó khỏe mạnh lên. Các anh chị xoay hết cái biên độ của mình. Rồi đổi chiều. Rồi thôi. Rồi gặp chuỗi chân. Các anh chị giơ cái chân của mình ra. Gặp chân đi cả nhà.
kéo dài ra, giãn hết luôn. Rồi duỗi gót chân. Ai cảm thấy duỗi ra mà còn căng căng tức tức nè, là các anh chị càng duỗi hơn nữa, tại vì gân cơ nó chưa được giãn hết mức, nó còn rút á, giãn ra hết mức. Tiếp tục gặp. Tiếp tục duỗi. Duỗi mạnh ra. Rồi xoay khớp cổ chân. Đổi chiều. Đổi chân cả nhà, giơ cái chân mình dài ra. Gập chân, các con chân gập xuống, kéo giãn ra. Kéo hết mức có thể. Rồi duỗi gót chân. Tiếp tục gập mũi chân xuống. Rồi tiếp tục duỗi gót chân. Duỗi mạnh lên cả nhà. Rồi tiếp tục gập xuống. Ra. Thôi. Rồi cả nhà mình khép hai chân lại, xây khớp gối. Hôm nay ấm áp trái tim quá, nhiều anh chị mở cam bên tập cùng nguyên cái màn hình của Phương là hiện giờ đang là toàn là những anh chị mở cam bên không nè. Tại vì có những bữa những anh chị không mở cam bên tập nó cũng buồn lắm, nên biết ơn tất cả các anh chị mở cam. Rồi đổi chiều lại cả nhà. Rồi các anh chị xoay gối rộng đi, cho Phương đọc tin nhắn ra. Chị Na Nguyễn ở Tâm Y Dung mình không có chị cái sẹo lồi chị. Đổi chiều ngược lại cả nhà. Rồi thôi, các anh chị xoay khớp háng ha. Bắt đầu. Đổi chiều. Rồi đổi chân. Rồi đổi chiều ngược lại. Rồi thôi. Cả nhà mình bước chân rộng ra, xoay eo lường cả nhà. Rồi bắt đầu. Kéo giãn ra, đưa vươn cái tay mình ra, kéo vươn ra cho nó giãn hết. À. Khi đưa xuống nè, khi đưa tay xuống nè, các anh chị vướng cái tay mình dài ra để nó kéo giãn từ cái bờ vai nè xuống tới cái eo lường như này của mình. Khi đưa lên cũng vậy. Đổi chiều. Ai xuống thì lại lên ha. Rồi thôi. Chùng hai chân xuống. Hai tay chạm gối cả nhà. Các anh chị ép giãn cái lưng của mình. Rồi nghiêng qua trái, ép hết vai phải xuống. Thở ra. Cương mặt nhìn ra phía sau luôn. Đổi bên. Đổi bên. Đổi bên cả nhà.
Rồi thôi. Rồi bây giờ các anh chị đứng lên đi, mình tập thêm cái bài à. Làm cái bài này nữa nè, các anh chị thấy đã lắm. Hai chân bước gần ra tí xíu ha. Rồi. Cúi người xuống. Cúi người xuống. Cúi người xuống nè. Hai tay các anh chị thả lỏng đưa xuống nè. Đưa qua đưa lại vậy nè cả nhà. Đưa qua đưa lại vậy nè, thở thả lỏng ra. Rồi các anh chị đưa lên. Đưa lên trên thì mình đưa hai cái tay ra phía sau mông nè, đưa hai tay phía sau mông nè, ở ra phía sau. Đặt hai tay chỗ vùng thắt lưng này các anh chị ở nha. Nhìn ra phía sau mặt sau lưng của mình á, tức là cái đầu các anh chị á, ngửa ra nhìn ra phía sau của mình á ha. Rồi tiếp tục lặp lại. Rồi hai tay đưa xuống, các anh chị cảm nhận qua cái tay của mình xuống tới đâu ha. Rồi ngửa ra. Tiếp tục lần 3. Lên. Tiếp tục lần 4 cả nhà. Các chị thả lỏng ha. Rồi lên, hai tay chổi phía sau thắt lưng của mình, chổi cái mông á, các chị ngửa ra, khuỵu xuống ngửa ra. Tiếp tục lần 6. Các anh chị thấy xuống thấp hơn được chưa? Cái thân của mình, người mình nè, cúi xuống thấp hơn được nhiều luôn rồi đó. Rồi ngửa ra, cái này giữ lâu ha. Các anh chị ngửa ra phía sau, các anh chị giữ lâu với Phương ha. Theo tiếng điểm của Phương, ngửa ra phía sau, mắt nhìn ra hết phía sau lưng của mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từ từ đứng lên. Rồi các chị thả lỏng. Các chị thấy nó kéo giãn là đã không? Người nó nhẹ tinh liền. Rồi với bài này á, Phương nghĩ những ai mà bị trường hợp bị thoát vị đĩa điểm hoặc là đốt sống mà bị lệch cái phía sau này cả nhà, trượt cái phía sau á, thì các anh chị có thể tập bài này. Đặt cái ngón tay của mình vào đây, đặt vào đây, đặt vào ngay cái đốt sống cái đĩa điểm nè. Rồi các anh chị ngã ra, thở ra, hình dung cho đốt sống cho nó chạy về gì đó. Rồi nhúng gót chân tí xíu đi, cái mình sẽ qua bài tập kế tiếp. Mấy giờ ta? Rồi, thôi cả nhà. Các anh chị, mình sẽ đứng tỳ bạc công. Xong rồi cái tiếp tục mình sẽ tập thay gần đội cốt. Chị Nga Nguyễn, cái trường hợp đó bị sẹo lồi đó là do lúc mình bị thương á, mình chưa biết cách dưỡng, cái nó thiếu chất đạm, thiếu cái nguyên liệu á, rồi cái nên cái cơ thể mình nó hay lắm, nó sẽ làm cho đó nó sơ hóa lại, nó ấy lại để cho nó không có bị tổn thương nữa, nên đôi khi cái nó thành cái sẹo lồi của mình, thì đôi khi chị bổ sung lại ta. Nếu bây giờ mình không tìm nữa thì bổ sung lại một số cái chất đạm collagen này cho đó nó phục hồi không? Và quá trình đó tác động vô cái khu vực chỗ đó để cho máu huyết nó về, nó có nguyên liệu để coi nó hết không? Tại vì cũng có số trường hợp người sẹo lồi sẹo lõm khi cung cấp đủ cái đạm cho cái nó phục hồi lại. Rồi các anh chị vô tư thế ha, hai chân mình đứng khép lại để phương chỉnh là cái cam. Để các anh chị một lần nữa được nhớ cái động tác của mình. Rồi hai chân đứng khép lại này cả nhà.
Rồi mở mũi chân mình ra hình chữ V. Rồi tiếp tục nhấc gót chân lên, bẹt hai gót chân ra hai bên. Được chưa? Tiếp tục mở mũi chân mình ra hình chữ V lớn hơn. Rồi tiếp tục bẹt gót chân ra hai bên và đặt xuống. Rồi lúc này các anh chị hạ người xuống. Hai lúc này hai cái mũi bàn chân của mình á, nó hướng về nhau. Bàn chân luôn tiếp đất ha. Hai đầu gối của mình khuỵu xuống. Lúc này không cho cái đầu gối của mình nó qua khỏi cái mũi bàn chân á cả nhà. Tức là nó không được qua khỏi mũi bàn chân. Rồi lưng thẳng lên cả nhà. Rồi các anh chị đưa hai tay lên. Ngang vai. Rồi thả lỏng. Lúc này các anh chị nào mà ai muốn mở mic, muốn giao lưu á, mình hãy mở mic lên, mình giao lưu nói chuyện trong lúc này. Thẳng lưng ha, siết nhẹ cơ bụng này thẳng lưng. Rồi lúc này các anh chị nào, mình sẽ quét từ chân cho lên tới đầu luôn. Lúc này các anh chị sẽ đặt ý ngay tại hai bàn chân của mình. Đặt ý tại hai bàn chân, rồi kéo dài lên, đặt ý tại hai đầu gối. Rồi tiếp tục kéo dài lên tới cái đùi của mình, hai bên đùi. Rồi lên tới mông, dọc lên cột sống lưng của mình, dọc lên cột sống dài lên tới cổ. Rồi hai bờ vai, rồi ra cả hai cánh tay. Lúc này chúng ta sẽ hít vào, siết nhẹ cơ bụng lại, xì miệng ra, để cho khí nó đi ra toàn thân. Rồi ai mỏi ở đâu á thì các anh chị bơm khí ra đó nhiều hơn. Để Phương bấm giờ cái đi ha, các anh chị cứ đứng ha. Hơi trùng xuống ngay cả nhà chứ đừng đứng thẳng lên quá, trùng hai gối xuống. Thẳng lưng lên, siết nhẹ cơ bụng lại. Hít vào. Thở ra. Thì hai mẫu cái đau bơm khí về khu vực đó nhiều lên để cho gân cơ nơi đó nó phát triển tốt hơn. Tiếp tục đứng đi cả nhà. Các anh chị đứng tốt đi rồi các anh chị sẽ thấy được cái hiệu quả của cái việc đứng này. Giống như hồi nãy chị Vong hả, Ellie Vong hả, chia sẻ là đứng dựa tường thôi nhưng mà người rất là khỏe. Bơm khí đi toàn thân. Rồi với bài này ai muốn mông mình đẹp lên to hơn, các anh chị hơi trùng gối xuống. Trùng gối xuống tí xíu. Đặt ý vào cái mông của mình. Lúc này các anh chị đặt ý vào cái mông. Người hơi chồm về phía trước. Chỉ là cái thân người ở trên chồm ấy ha. Còn cái phần đầu gối vẫn không có vượt qua khỏi mũi bàn chân của mình. Giống như là các anh chị chọn phía trước thì cái mông của mình nó hơi đưa cái phía sau á, lúc này đặt vào trọng tâm ngay cái mông mình á. Các anh chị bơm khí vào mông. Các anh chị nhả cái hậu môn này, đừng nhiễm hậu môn ha. Chị siết nén cái vùng bụng dưới cái bụng của mình thôi.
đó, chỗ Phương tập đang có cái tấm kính nè, tấm kiến nè, nên Phương nhìn qua Phương thấy không khí cái mông của mình nó dảnh dảnh ra, nó to to ra. Đó, những ai đang muốn vòng ba của mình phát triển, vòng ba đẹp, thì các anh chị tập bài này bơm khí vào mông thêm. Rồi, ai mỏi chân thì bơm khí xuống chân nha cả nhà. Bơm khí xuống chân mình cũng không có nhíu hormone luôn. Nhả hormone ra. Các anh chị nhớ xíu cơ bụng lại ha. Rồi bơm khí ra tay. Thả lỏng bờ vai ra, bơm khí ra tay. Rồi bơm khí ra lưng. Rồi bơm khí lên ngực. Hay đứng như thế này, trùng hai gối xuống, ẩn cái ngực lên tí xíu. Thả lỏng bờ vai nè, bờ vai thả lỏng ra nè. Bơm khí lên ngực nè. Rồi cả nhà mình bơm khí đi toàn thân. Anh chị giờ thấy đứng nhẹ nhẹ nhàng hơn chưa? Ai mỏi gối thì bơm khí xuống gối. Mồ hôi tuôn đầm đìa. Cố lên cả nhà. Các chị sắp đạt được 10 phút rồi. Nãy giờ có anh chị nào mà các nhóm cơ đùi nó rung lên bằng bằng không? Anh chị cố gắng vượt qua lần ha.
trùm gối xuống hơn nữa cả nhà. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa, tứ chi, lưng, mặt, đầu. Tí nữa tập xong cả nhà mình uống nước khoáng vô, nước có khoáng chất á, natri và kali, để nó cung cấp nước lại cho cơ thể của mình, đặc biệt đó là nó giữ nước lại ở ở màng tế bào á. Những anh chị nào mà khát nước mà uống hoài mà cảm thấy không hết khát á, uống nước đá lạnh rồi là mọi cái nè, uống hoài mà không thấy hết khát á, là do mình thiếu cái chất điện giải á cả nhà, cái khoáng chất natri và kali á. Nên khi các anh chị uống như vậy nó cảm thấy không đã khác. Thì cả nhà mình bổ sung vô để cơ thể mình luôn đủ nước. Thì các anh chị uống á, đủ nước là một chuyện. Một chuyện cơ thể nó có hấp thu được hay không nữa, nó là một chuyện nữa. Ai mà uống nước tinh khiết rồi thì nó khả năng hấp thu nó kém, tại vì nước tinh khiết mà. Hoặc là khi các anh chị đang rất là khát mà uống nước vào á, uống rất là nhiều thì cái sự hấp thu nó cũng cao, uống bao nhiêu đi tiểu hết bao nhiêu. Bởi vậy khi chúng ta đừng đợi khát mới uống, mà lúc chưa khát hãy uống đi chứ đừng đợi khát mới uống. Tiếp tục hai cả nhà. Anh chị cố làm tí xíu nữa là mình xong. Phương đang ca gen á, hôm trước các anh chị đứng được 10 phút đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đứng tăng hơn 1 phút, đó là 11 phút. Rồi từ từ thu về đi cả nhà. Các anh chị đứng được hơn 11 phút rồi đó. Rồi thả lỏng tay chân. Lúc này chúng ta nè, đứng người thả lỏng ra, bơm khí nè. Những chỗ nào mà đang nổi nè, đang quấy nè, chân ngay mà đang đứng nãy giờ nó rung nè, bơm khí xuống chân liền, nhả cái hậu môn ra, hít khí vào. Nó phục hồi lại liền. Rồi, thả lỏng tí xíu. Mình còn khoảng cỡ 10 phút hơn. Bây giờ tiếp tục thay gân đổi cốt. Rồi nãy giờ cơ thể mình khí rồi, mọi cái nó thông suốt rồi, lưu lượng khí đầy lên. Bây giờ cả nhà mình tập trong quá trình 12 động tác đó cả nhà. Tức là mỗi động tác các anh chị hãy hít lấy khí cho nó thật là tràn đầy ha. Hít lấy khí cho nó tràn đầy cái cơ thể này. Rồi lúc này mình mới ngưng hít thở và chiếc nén. Phương muốn các anh chị đầy khí để các anh chị cảm nhận được cái việc đầy khí nó siết nén một cái nó đã cỡ nào. Trong xuyên suốt 12 động tác luôn ha. Rồi bây giờ 12 động tác. Phương chỉnh càng lên cái đó. Rồi vào tư thế cả nhà. Chỉnh cái chân của mình ngay lại, thẳng người lên, gương mặt của mình đó, mắt nhìn về phía trước, ngang tầm mắt. 12 động tác thay gân đổi cốt. 1. Hít lấy khí cho tràn đầy vô. 2. Ngưng lực tại gốc bàn tay, siết nén thật mạnh vô. Thẳng người lên, hơi ẩn cái ngực tí xíu. Ý tại gốc bàn tay, ý tại gốc bàn tay, siết nén thật mạnh hơn, nén mạnh lên. Thôi,
Các anh chị nhớ cái đoạn cuối Phương Hu nén mạnh đó, phải nhầm nén mạnh những cái đoạn dây cuối đó ha. Rồi, 2. Nhân lực tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 2 nắm đấm, bụng thì luôn siết nén, đặc biệt là bụng dưới của mình, phần khí hải á, các anh chị siết nén vô. Ý tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh lên đó. Mạnh không? Thôi. Động tác số 3, động tác xách nước, ngón tay cái bên trong nắm đấm. 3. Ngưng lực tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 2 nắm đấm. Ý tại 2 nắm đấm. Ý tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh hơn. Thôi. Tiếp tục. 4. Lấy khí cho thật là tràn đầy. Bật 10 đầu ngón tay ra. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 10 đầu ngón tay cả nhà. Ý tại 10 đầu ngón tay, siết nén thật mạnh hơn nữa. Thôi. Tiếp tục. Động tác số 5 kết hợp với nhấc chân lên. 5. Tư thế đứng thật vững chắc. Ngưng lực tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh vô. Như một cái cây vươn cao lên. Bụng thì luôn siết nén. Ý tại 2 nắm đấm, nén mạnh lên. Thôi. Tiếp tục. 6. Lấy khí cho chạm đầy. Sống ngửa tay lên. Kéo tay về vuông góc. Ngưng lực tại 2 chỗ tay, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 2 chỗ tay. Ý tại 2 chỗ tay, siết nén thật mạnh hơn. Thôi. Tiếp tục. Động tác số 7 kết hợp với nhấc chân lên. 7. Ngưng lực tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh vô. Tư thế đứng thật vững chắc cả nhà. Ý tại 2 nắm đấm. Ý tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh hơn. Thôi. Rồi. Động tác số 8, ngón tay cái bên trong nắm đấm kết hợp với nhấc chân lên. 8. Tư thế đứng thật vững chắc. Ngưng lực tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 2 nắm đấm. Ý tại 2 nắm đấm, siết nén thật mạnh hơn. Thôi. Tiếp tục. Động tác số 10, số 9. Ngón tay cái bên trong nắm đấm. 9. Ngưng lực tại 2 chỗ tay, siết nén mạnh vô. Ý tại 2 chỗ tay. Ý tại 2 chỗ tay, siết nén thật mạnh vô. Thôi. Mười một. Nhắc mạnh 2 ngón tay cái lên.
ngưng lực tại hai đầu ngón tay cái, siết nén mặt vô, ý tại hai đầu ngón tay cái, ý tại hai đầu ngón tay cái, siết nén thật mạnh lên đó. Thôi. Tiếp tục. 12. Chống ngửa tay lên. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén thật mạnh vô. Ý tại 10 đầu ngón tay, ý tại 10 đầu ngón tay, siết nén thật mạnh hơn. Thôi. Rồi cả nhà mình thả lỏng tay chân ra. Rồi bây giờ mình sẽ tập một động tác mà nó rơi khoảng cả 2-3 phút. Tức là quá trình đó, quá trình là các anh chị vào tư thế á, các anh chị chỉ siết nén thôi, siết thôi chứ chưa có nén, và ngưng lực tại ngay cái điểm mà mình nói ngưng lực thôi. Rồi những cái đoạn phút cuối cùng á, Phương nói các anh chị á, chuẩn bị là các anh chị sẵn sàng lấy khí cho thật đầy vô, và Phương nói siết nén một cái là các anh chị siết nén thật mạnh ra cái điểm ngưng lực của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái động tác thứ nhất. Động tác thứ nhất cả nhà, các anh chị vào tư thế đi. Khoảng 2 phút ha. Rồi, thay găng đổi cốt. Động tác số 1, bắt đầu. Lúc này các anh chị cứ hít thở bình thường, mà mình ngưng lực tại góc bàn tay nè, thẳng người lên, ngực hơi ưỡn lên tí xíu. Chỉnh cái tay lại, góc bàn tay nhắn mạnh xuống, mười đầu ngón tay nhắc ngược lên, bụng thì luôn siết. Hít thở bình thường. Tập trung tại góc bàn tay. Lúc này chúng ta hít vào và thở ra, các anh chị cũng cảm thấy được khí nó ra tại góc bàn tay đúng không? Nhắn góc bàn tay mạnh số. Thẳng người lên. Cứ hít thở bình thường nha, chưa có nén nha cả nhà. Siết cái bụng vô, góc bàn tay nhấn mạnh xuống, góc bàn tay nhấn mạnh xuống, mười đầu ngón tay dẫn ngược lên, các ngón tay khép lại hay ảnh cái ngược lên, góc bàn tay nhấn mạnh xuống, ý đặt tại góc bàn tay. Khi Phương Hồ chuẩn bị là các anh chị lấy khí ha. Rồi Phương Hồ siết nén á, là các anh chị siết nén. Ý đặt tại góc bàn tay. Nhắn mạnh số. Rồi chuẩn bị cả nhà, lấy khí. Lấy cho thật là tràn đầy. Ý tại góc bàn tay, siết nén thật mạnh vô. Nén mạnh hơn nữa. Thôi. Các anh chị tuôn mồ hôi tay liền không? Nếu mà nãy giờ mà hai cái động tác đó mà quá trình mà đang chờ đẩy khí á, các anh chị siết siết mà nhắn cái lực thật mạnh xuống á, nén ra một cái mồ hôi nó tuôn ra. Rồi thôi, hôm nay mình dừng tới đây thôi cả nhà. Sao hôm nay các anh chị tập? Hôm nay các anh chị tập như thế này thấy đã không? Đã thầy. Sao mà không thầy?
Thưa thầy, anh chồng. Mồ hôi như mưa thầy ơi. Như mưa. Lâu lắm rồi mới tập lại thầy. Biết ơn thầy. Hôm nay bắt đầu cái công năng đào thải rác thải thì mai mốt vài bữa người của mình nó gọn lắm. Thì khi các anh chị nè ra mồ hôi tốt nè, thì cái công năng đào thải rác thải nó tốt, thì cái việc máu huyết khí huyết lưu thông nó tốt, thì sức khỏe mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ càng đẹp, mạnh lên nữa. Mạnh bây giờ mạnh là khỏi bàn rồi ha. Bây giờ các anh chị mạnh là khỏi bàn rồi. Thầy ơi, sao bữa nào em gặp em cũng bị choáng á thầy. Coi lại có bị thiếu máu chị. Dạ. Coi lại có bị thiếu máu không? Thiếu máu á. Dạ. Thứ nhất, thứ hai là quá trình tập á, đừng có suy nghĩ trên đầu. Nên suy nghĩ còn suy nghĩ trên đầu á, ý nó nằm ở đầu á, thì lúc này nén á, khí nó sẽ lên đầu, tại vì bản chất ý dẫn khí. Đúng rồi, khi nào mà thầy kêu nén thật mạnh lên nữa là bị choáng. Ừ. Vậy là xem lại coi yếu tố có bị thiếu máu không. Dạ. Thầy em chỉ nóng thôi còn đâu, không ra mồ hôi đâu thầy. Ừ. Thì nóng thì nắm đi, từ từ thì bài tiết nó tốt, cái công năng nó tốt lên, nó sẽ tiết được mồ hôi. Và hôm nay nhìn gương mặt của chị kìa và thể trạng của chị em thấy nó khác nhiều so với cái bữa đầu. Cảm ơn thầy. Thầy ơi, bữa nay bữa thứ 14 là càng tập càng khỏe ra thầy. Dạ, càng tập càng khỏe ha. Dạ, em biết ơn thầy và tổ chức đào tạo quý chị. Hôm nào chúng ta sẽ thể nghiệm lăn cơ lưng á. Dạ, hôm trước thầy Phương đi FLC Thanh Hóa, cô Diễm Thi có tập lăn hạ một bên, hai bên. À. Dạ. Hôm sau mình lăn tiếp. Rồi sẽ cho các anh chị thể nghiệm cái chạy bộ. Các anh chị sẽ thể nghiệm chạy bộ ha. Chạy tại chỗ. Dạ. Chạy vòng vòng trong nhà. Thì các anh chị sẽ thấy được cái việc chạy á, nó rất là đơn giản, chạy xong rồi nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe. Em tập cân cốt xong là buổi chiều em chạy giải đua mà tuổi 20 chạy mà tuổi 20 chạy về Tân Xuân á, càng chạy càng khỏe đó. Chạy càng khỏe. Ngày mai đi Phương thiết kế cái chạy bộ để các anh chị càng giàu thể chất hơn nữa. Dạ em biết tên thầy. Dạ. Chị Lê Văn Hằng nè, biết ơn anh Hoàng Dương. Chị Lê Văn Hằng, em không có video trong group hành trình 21 ngày á, có 12 động tác trong đó đó. Thì chị vào chị xem. Chị xem lại giúp em, còn mấy buổi này nè, Phương không có lưu lại. Nếu được á thì vào tập trực tiếp luôn cho nó ngon. Các anh chị đợi Phương tí xíu à, có khách rồi. Nếu mà buổi trưa mình bận á, cái mình vào buổi sáng hoặc là buổi chiều mình tập cùng chúng á, đã lắm các anh chị, đừng tập mình, tập cùng chúng của mình đây nè, nó khác biệt lắm. Rồi thôi bây giờ các anh chị nằm xuống ngủ đi. Ngủ chưa? Hình như là Phương cảm thấy là cả nhà mình nhìn thấy Phương là Phương đang nhìn xuống đúng không? Đúng rồi, tại vì cái cam nó nằm trên đầu, còn cái laptop nó nằm dưới này nè, Phương đang nhìn các anh chị nè, nên các anh chị nhìn thấy đang nhìn xuống. Phương đang nhìn các anh chị á, để Phương nhìn lên. Đó. Rồi thôi, cả nhà mình nằm xuống thảm đi, các anh chị vào tư thế của bên yoga gọi là tư thế sắp chết đó, thả lỏng tay chân ra hết mọi cái. Chào thầy, chào cả lớp ạ. Chào thầy, dạ. Biết ơn thầy lắm ạ. Dạ, biết ơn chị. Em ngủ như chết luôn giờ thầy ơi. Dạ, ngủ đi chị. Thầy Phương mở nhạc nha. Sao mày trưa, mày sáng, mày tuổi có mở được đâu thầy. Mở cái gì chị? Mở để xem kiểu mày trưa không học được á, mà mở cũng được. À, vẫn vào cái Zoom này, rồi vẫn vào được cái ID này. Mà sao ba mượn được, ba già đấy, ba 70 tuổi. Mấy bữa cảm học cũng được mà, mở bữa sáng cũng được. Kỳ vậy?
mở buổi sáng được, mở buổi tối cũng được, mấy bữa đi cả mảnh và nhỏ quá. Rồi, các anh chị vào tư thế ngủ. Sao mà cái máy này nó bị đổi gì ta, nhạc chưa được ta. Các anh chị cứ nằm xuống ngủ đi, Phương điều chỉnh nhạc lại cho. Hít một hơi thật sâu vô cái nhà, rồi thở ra, ngủ.